Theo kế hoạch, vào tháng 8 năm nay, thương hiệu Havan thuộc hãng xe Trung Quốc GVKM sẽ chính thức ra mắt Việt Nam. Được biết, Havan sẽ chỉ phân phối các mẫu SUV ở thị trường Việt Nam, một trong số đó có H6. Ngoài H6, trên fanpage chính thức của Havan Việt Nam, còn thường xuyên xuất hiện hình ảnh một mẫu SUV khác, đó là do Lion. Có vẻ như thương hiệu Havan sẽ phân phối cả mẫu SUV cỡ B này ở Việt Nam. Havan do Lion hiện đang được bắn ở một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Philippines. Trong năm tháng đầu năm nay, do Lion bán chạy thứ 6 tại Thái Lan với doanh số 1.353 xe, đứng sau Honda HRV, Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks và MG Red Do Lion là mẫu xe thứ 2 của thương hiệu Havan ở thị trường Thái Lan, sau H6. So với đàn anh H6, Havan do Lion có kích thước nhỏ hơn với chiều dài 4.472 mm chiều rộng 1841 mm, chiều cao 1574 mm và chiều dài cơ sở 2 700 mm. Với kích thước này, xe lớn hơn các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Creta, Honda HR-V, thậm chí là Toyota Corolla Cross. Havan do Lion xe được trang bị lưới tản nhiệt Star Matrix với mắt lưới mạng chrome đa điểm, tương tự H6. Lưới tản nhiệt có viền mạ chrome sáng bóng và nối liền với cụm đèn pha full LED ở hai bên bên cạnh đó là dải đèn led định vị ban ngày bao quanh đèn pha và kéo dài xuống cản trước khá ấn tượng. Nằm cạnh đèn led định vị ban ngày là đèn báo rẽ khá lớn với những dải đèn nằm ngang. Ngoài ra, xe còn được trang bị hốc gió trung tâm khá rộng và tích hợp hộp chứa radar để phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS của xe. Điểm nhấn tiếp theo là vành hợp kim 18 in với thiết kế đa chấu, phay sức hai màu, đường chân kính hất lên ở cột C, đường dập gân kéo dài từ cửa trước đến đèn hậu ba gờ nóc màu bạc và anten vây cá sơn cùng màu thân xe. Ở phía sau xe đi kèm cụm đèn hậu nằm dọc khá lớn, ăn sâu vào bên trong cửa cốp, khe gió giả trên cản sau với viền bao quanh màu đen, cánh gió mui và bộ khoách tán gió. Bên cạnh đó là những chi tiết mạ chrome xung quanh xe, từ cản trước, cản sau, nẹp bao quanh cửa sổ đến nẹp trang trí trên cửa. Ở thị trường Thái Lan, xe có những trang bị ngoại thất như đèn pha tự động bật tắt, đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, cần gạt nước tự động và cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện. tiến vào bên trong là không gian nội thất bọc da màu sáng, đi kèm những điểm nhấn màu vàng đồng ở vô lăng, mặt táp lô, cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa. nhờ kích thước khá lớn nên mẫu SUV cỡ B này sở hữu nội thất khá rộng rãi, đặc biệt là ở hàng ghế sau. để thuyết phục người mua, Havan do lai ẩn được nhồi nhét khá nhiều trang bị như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng ghế trước thông hơi, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 in, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12.3 in, màn hình hiển thị thông tin kính lái, hệ thống âm thanh 6 loa tự điều chỉnh theo tốc độ xe, cổng USB, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc bụi mịn, hệ thống định vị, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Nằm bên dưới nắp capo là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít mô tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 375 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 4 lít cho 100 km. Kích thước lớn, trang bị tốt và là xe hybrid nhưng do Lion ở Thái Lan có giá không quá cao, giao động từ 591 đến 672 triệu. Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được bán ở Việt Nam, dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Khi về Việt Nam, Havan do Lion có thể sẽ bị cắt bớt trang bị để giữ giá bán cạnh tranh.